Ok, và hai xin chào bạn đã trở lại với channel của mình là anh Trung Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ có một bài test cực kỳ thú vị, là chúng ta sẽ dùng những con siêu xe này đối đầu với chiếc, các bạn biết chiếc gì không? Chính là chiếc máy bay bự nhất trong GTA 5. Mình sẽ thử lấy mấy chiếc siêu xe này để cản đường băng của mấy chiếc Airbus bự nhất. Không, liệu coi nó có bẹp rúm không, hay là nó sẽ chống chịu lại được cái sức nặng từ những chiếc máy bay đó. Ok, vậy chúng ta sẽ chạy ra sân bay. Tổ ơi, đầu tiên là chiếc Lamborghini Aventador ha, chỉ thiết kế chỉ giống tầm 90% thôi, nó không dám làm giống 100% vì mấy cái vấn đề bản quyền á. Nó không được mua bản quyền từ Lamborghini nên nó không có nhái được. Nó chỉ nhái thôi chứ nó không làm giống thật được. Ok, chúng ta sẽ test chiếc này đầu tiên. Mình sẽ cam máy bay chuẩn bị hạ cánh nha, mình chèn cái chiếc xe vô cái bánh nữa. Mình thấy mấy thằng trên mạng làm vậy khiến chiếc xe bị bẹp rúm luôn, văng bánh văng ốc ra tùm lum hết á. Không biết mình làm thì sao ta. Để test thử chiếc này trước rồi, mình trên mạng mình chưa thấy nó làm chiếc này. Trước tiên nhập cái mã bất tử cái trước đi cho an toàn, để không thôi chết sớm nữa. Mát nhanh luôn. Whip. Ồ, phanh xe của bắp quá. Phanh cái lết lộn mấy vòng luôn. Hello. Siêu xe chạy ngang nè mấy con chó. Thức tỉnh đi. Ôi. Dạ. Nhảy vô đây chi ta. Đây có cái cửa nè, cửa hậu. Tẩu thôi. Nhập mã bất tử cái. Rồi, ôi kìa, đây rồi, hàng về. Hạ cánh nè cu. Hạ cánh là phải để anh chèn bánh vô. Đây rồi. Ây da, ây da. Quát vô, ây da. Bẹp rúp rồi kìa. Phải. Chảy luôn. Thôi rồi. Chiếc xe ơi, shit. Chiếc xe của mình đã bị bẹp rúm thiệt rồi. Cháy luôn, mình phải lấy bình chữa cháy được, mình không thể lãng phí được. Động cơ đó phía sau nên nó cháy phía sau. Phía trước là cái cốp đựng đồ thôi. Bình tĩnh đi chú em, đừng có nổ nha. Tao có bắt tử rồi, tao không sợ đâu. Mọi chiếc. Rồi hết chữa cháy luôn. Chiếc máy bay sao đậu đây hoài vậy? Tắt động cơ luôn rồi, nó hư luôn rồi. Thấy không? Bị bẹp gúm luôn. Chảy xăng ra luôn rồi kìa. Phải. Một pha đụng dưới máy bay và cái kết. Không biết chiếc xe còn hoạt động được không ta? Hư luôn rồi. Mình có thể leo lên máy bay bự được thôi. Còn chiếc xe thì thua. Không thể cứu chữa được nữa. Nguyên cái đích nó bị bẹp luôn mà. Vậy sao chạy? Bể bên xăng ra luôn mà, xăng ứa ra ngoài luôn kìa. Động cơ thì quá tải. Cháy. Bánh xe nổ lớp không? Chưa nổ. Bay cánh cửa ra ngoài bắn tiêu luôn. Phía trước thì cũng bị bẹp sơ sơ, bể kính đâu hết. Ok, nói chung là chiếc này nó bị tàn phá nặng nề và không còn khả năng chạy tiếp được nữa, nên mình sẽ phá hủy nó. Coi như chiếc Lamborghini Aventador này không thể chống lại chiếc siêu máy bay. Nhưng có tiếng hạ cánh. Xong. Sẽ phá hủy luôn chiếc máy bay này. Không, nó bị cháy động cơ. Bù lại thì chiếc máy bay bự này đã bị phá hủy động cơ bởi chiếc Lamborghini của mình. Ê, bị sao kìa. Ui. Fucking shit. Nổ luôn, dán cánh ra ngoài luôn. Mình chưa chỉnh mod ta. Để bữa sau mình tải mod về. Cái mod lần trước mình update nó bị lỗi rồi nên nó phải xóa hết mod. Lần sau mình cài lại. Ui, thằng nó chạy ngu vậy. Để lấy máy bay tôi đi trốn cớm cái ơi. Cớm đang tới. Xấu thôi.
Let the fuck out of here. Go, go, go. Cớm kìa. Quá trễ rồi cớm ơi. Cớm đại học hả? Ủa có limo kìa. Ừ test limo luôn. Nó chỉ 3 vòng vòng thôi. Limo sai. Hình như limo nó mới được nhập về hay sao á. Không có tiêu rồi. Phải mấy chiếc limo đâu rồi. Mấy chiếc limo đâu rồi. The fuck. Vừa mới thấy mà. Oh shit. Mấy chiếc limo đã bị đánh cắp cháo trợn. Còn chiếc 16 chỗ của bắp này. Ê, có máy bay chuẩn bị hạ cánh chưa? Loại nó bay đi luôn cũng không thèm hạ cánh. Để tao chèn chiếc xe tao vô coi. Trong lúc hạ cánh để mình tìm những siêu xe khác. Những siêu xe nào mà có khả năng chống chịu tốt á. Vô coi nó phải chống lại không. Sức tàn phá quỷ diệt của siêu máy bay. Mấy ngàn tấn nó đè lên. Đường nào cũng phải dẹp. Ồ có trực thăng hạ cánh kìa. Tông trực thăng hạ cánh coi. Tông vô cái đít đó. Mày hả mày. Damn. Có mấy chiếc nè. Ồ có chiếc có chiếc Cadillac. Cadillac. Chiếc này của mấy thằng điệp viên Mỹ. Đặc vụ Mỹ nó chạy để bảo vệ tổng thống nè. Chiếc này được cái châu chó. Như nó mạnh. Nào ha, nhìn cái lớp là biết bự đó. Động cơ cũng chạy tương đối ổn. Nè, mấy chiếc này để thì kiểu như để vận chuyển tổng thống hay hộ tống tổng thống. Đi heo đi trong cái đầu hộ tống thường có mấy chiếc này nè. Thiết kế rất là cổ điển. Classic. Sao giờ này này chưa có ai hạ cánh hết ta để chạy ra chạy vòng chạy vô lại coi. Thường chạy ra chạy vô cái có chiếc hạ cánh nè. Ngộ vậy á. Rồi đứng đợi thì không có. Nhưng nó có mình đấy thằng ba nó không dám. Không dám hạ cánh á. Sẵn tiện chạy vòng tham quan luôn. Rồi cái sân bay này có cái siêu xe nào không. Có. Bãi đỗ xe kìa. Cũng có luôn. Ây da, thấy không? Khả năng bám đường cái này rất là tốt. Dù nó đụng nhưng mà nó vẫn còn để kiểm soát được. Không có bị mất lái. Thì có cớm kìa. Không. Thì không cân bằng điện tử. Cớm kìa. Vô lại. Có. Ê, hạ cánh rồi, fuck. Nó vừa hạ cánh luôn. Cái shit. Cái chè mình ngồi đợi luôn rồi. Sao mà mày lại hạ cánh như vậy? Shit châu rồi chứ chẳng mình phải phá quỷ nó cho ta. Mọi người có nên phá quỷ nó không? Khai quả. Hình như có tiếng máy bay. Thôi tao phải tiêu diệt mày. Đi nhạy được bắn ra rồi không phải rút lại được. Rớt cái đuôi rồi. Diễn ai? Bà sao luôn vãi. Rớt thêm cái đuôi nữa. Chưa phá quỷ được nữa. Diễn thứ tư. Diễn thứ năm luôn. Mày hả mày phá quỷ được rồi. Tẩu. Sắn thôi. Ôi chị khăn tới luôn kìa. Holy shit. Lấy chiếc máy bay cắt cánh đi là nhanh nhất. Phải bỏ lại chiếc Cadillac này thôi. Mày hả mày. Lên. Tẩu. Mở cửa. Máy bay phi công chuẩn bị cắt cánh mọi khách. Khách gian toàn lên.
chuẩn bị. Ôi da, chuẩn bị cánh rồi. Chúng ta phải cất cánh rời khỏi thành phố này nhanh lên. Ô đặc nhiệm tới, squad tới là người bay lên. Ôi da, nhém bị khử rồi. Đi thôi. Yolo, sao đi đây? Đuổi đi, máy bay, bay chiếc thăng làm gì đuổi lại mấy chiếc cơ vậy? Bay ra biển. Ôi bỏ xa luôn rồi. Máy bay nha. Tại mấy chiếc máy bay còn con. Gì đó? Phải, hư hết động cơ rồi, hư hết một động cơ rồi. Holy shit, mình phải tìm cách hạ cánh thôi. Không ổn rồi. Phi công báo lại là chúng ta cần phải hạ cánh khẩn cấp. Đề nghị cảnh sát không được truy đuổi nữa. Ờ da, động cơ thứ hai bắt đầu cháy luôn rồi. Chúng ta phải quay trở lại sân bay thôi. Mình đánh một vòng, động cơ bốc cháy quá dữ dội. Mình phải đánh một vòng quay ngược lại sân bay. Rồi, chúng ta đã hết sao? Thông báo khẩn, hạ cánh khẩn cấp. Máy bay bị chao đảo rồi. Hạ cánh khẩn cấp. Hạ độ cao. Máy bay bị đảo quá. Khó điều khiển quá. Không biết hạ cánh được không đây. Đó. Động cơ bốc cháy luôn rồi. Đang phản phanh lại. Để chạy vào xưởng. Động cơ thứ hai đã bị cháy hoàn toàn. Động cơ thứ nhất đang mất kiểm soát. Ở máy bay hạ cánh kìa. Nên chạy đi lát. Máy bay đã bị cháy rồi. Trời ơi, nó hạ cánh rồi. Fuck. Lấy chiếc Cadillac nghe mà chèn vô bánh xe chắc bẹp còn dữ nữa. Sao mày không đợi tao thêm một giây nữa mà mày đã hạ cánh rồi. Cái con bít kia. Rồi giờ đứng đây đợi kèo hôm thôi. Ô Cadillac này bíp cũng đã ghê. Mình canh đó, hạ cánh với các cánh á, mình chạy ra mình chèn vô về vãi. Có cái gì không? Đó, có chiếc Chevrolet kìa. Cái này chạy cũng đã, phong cách cơ bắp Mỹ. Nhưng mà lấy chiếc limo test trước đi. Cho để sau. Để có nhà bác tử nhảy lầu chơi. 1000 like để nhảy lầu. 1000 like Michin Michael nhảy lầu. Ok Michael sẽ nhảy lầu. Giờ nghe tiếng máy bay nha. Nói tao leo lên tới cái máy bay hạ cánh nha. Không tiếng cái quạt quạt công nghiệp. Căng hả? Chị thang chỉ về hạ cánh thôi chứ. 1000 like để Michael nhảy lầu. Đủ 1000 like rồi, trả like thôi. Hôm nay chị Cao nói là làm nhảy lầu nè. Yeah. Quay dậm slow motion luôn. À. À. Không sao. Rồi, bây giờ tới 10000 like để lấy chiếc limo Lusa chặn chiếc máy bay. Airbus. Hạ cánh đi mấy chế. Xe của tổng thống đang đợi tổng thống hạ cánh đây. Thấy tổng thống hạ cánh mừng quá chạy ra chuyện quá xe. Cảm động xe limo thấy máy bay mắc phanh chạy lại hãm phanh giùm. Hello. Hello. Oh, sorry nha.
3 3 3. Làm gì vậy? Tao có súng á. Hai con chó này đụng nhẹ cho té trời. Ủa chết luôn kìa. Cán anh tại đó. Rip. Rip. Chị chết nữa hả? Ý đừng lo tao ra nha. Đụng cho mày té hoài luôn. What the fuck hả? Được tao đã rồi. What the fuck hả mày? Cái nào là fucking way? Get out. Tránh đường coi. Thằng này ngộ vậy. Ý đâu có dễ. Chị đã bị mông sao luôn. Xàm bãi. Mông sao hả? Tao đụng cho mày chết luôn. À mày nè. Mày chó. Tự nhiên tao làm xàm xàm cái bị một sao. Fuck you. Mình sợ là mình vừa đi máy bay nó lại hạ cánh nữa. Tức lắm. Cay lắm. Chỗ mình sẽ cay. Vậy cũng thấy nữa được fuck. Như nay xui vải nay thanh niên nhỏ. Thanh niên cảnh sát không cho thanh niên test máy bay rồi. Nhỏ quá. Ừ đúng rồi ha, mình chạy ra ngoài, mình chạy vô cái là sân bay nó hạ cánh rồi. Mình đứng đợi chi trời. Trong offline thì nó vậy chứ online phải đợi. Chống với limo hả mày? Nè chạy xuyên qua gầm máy bay luôn nè. Chứng tỏ độ nhỏ gọn của limo. Hai chiếc luôn. Ủa có chiếc xe hút gác nữa kìa. Tí nữa mình lấy xe hút gác mình test sao. Giờ chạy ra sân bay chạy vô lại đi. Hết đồ phát ca đi nha. Nào mình chạy qua chạy lại đổi xe mới liền. Trong offline là vậy á, online thì nó mới giữ nguyên thôi. Trời trời. Tông vậy mà cái bảng stop nó chỉ sức nhẹ ra thôi. Rồi quay lại. Có bắn nhau, có bắn nhau. Chạy thôi. Mở cửa. Hay lắm. Có ai hạ cánh chưa? Chưa nữa hả? Chưa nữa, quay ra làm vòng nữa. Đừng để tao hất vòng nha. Đi mô tao kiếm khó lắm á. Hồ limo bỏ cua đã dữ. Đây đây tôi đang chạy tới đón tổng thống. Mọi người hãy đợi tôi tí. Tổng thống đang trên đường hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất mà tôi đang đi đón. Dạ phải sạc xe luôn. Unbelievable. Nghĩ sao xe limo về tông cái bảng nhựa mà chảy đặt đôi xe này các bạn nhựa không sao. Đợi hình như phải thử chiếc máy bay bự á. Máy bay bự khác nó mới hạ cánh. Cái này cất cánh đã rồi đéo nó đéo bay nữa. Tí tức không. À cho mẹ ăn bắp chuối nè. Họ lên tẩu. Chưa bể nó vậy. Ăn gì mà trâu với vậy? Phải thánh trâu nhập nó hay gì á. Để mình xem qua coi thử coi máy bay nó mạ cái gì mà nó trâu với vậy.
Hèn chi nãy giờ mình hay không thấy nó spam ra máy bay khác. Cái con điên này. Dạ. Sao là xe không dừng lại được? Mày hả mày, rồi đó nát bấy. Nát như tường luôn. Đi thôi. Bị hay sao? Trốn lên sát cái. Fucking beautiful. Fucking beautiful. Chạy đường rừng trốn cớm thôi. Nhà chưa máy bay nè. Có chiếc máy bay biểu diễn rồi, hai chiếc luôn. Thôi lấy biểu diễn thôi, bắt công bắt cái xe limo này đó. Bắt này ổn. Công tình đợi nãy giờ. Tập sau mình sẽ cài cái mod rồi mình sẽ lấy được nhiều xe hơn để test cho bạn xem. Bây giờ thì hiện tại chỉ test được khoảng 2 xe thôi. Kìa, đây rồi. Mình thấy xa có chiếc máy bay kìa, mà không biết nó có hạ cánh không nữa. Ly hạ cánh đi. Ly. Lỗi nha. Đông bể kiến rồi. Không có nhiêu đâu, đừng lo. Anh chạy limo mà chẳng lẽ không có tiền để anh kiến cho mày. Cớm trong đây cái phi trường này nó rộng quá. Sân bài chứ, nó rộng quá nên cớm cha cớm tìm cũng được nữa. Mà bây giờ tiếp tục đợi. Hạ cánh đi. Chúng ta chạy ra chạy vô lại ăn nặng nữa ha. À, tụi bay phải hạ cánh đó. À, quyết định phải tông sập cái bản này vì nó quá láo. Mày hên cho mày đó, biết dở lên là biết khôn á. Rồi quay lại. Hạ cánh đi. Ngồi đợi luôn. Ngồi bóp điện thoại đợi luôn. Xem email coi có ai gửi mình gì không. Trời, giờ này không có ai hạ cánh chả chán gì vậy. Phải đảo vòng thôi, là ngày đảo lâu lâu tí rồi chạy vô lại. Mày ha, nát gãy luôn. Gãy ngang luôn. Rồi có chiếc 16 chỗ kìa, lấy chiếc 16 chỗ chặn chặn máy bay còn đã hơn nữa. Mà nay là cái ngày gì mà không có máy bay hạ cánh hết giờ, có sáng giờ có một chiếc luôn á. Hai chiếc chứ. God damn mày. Có mấy chú cảnh sát đi tuần tra kìa. Tuần tra cái shit gì. Mở cửa. Problem không? Tao thử mày luôn bây giờ á. Làm ơn cho tôi thấy điều mà tôi mong muốn đi. No fucking way. Đéo phải tin được. Đéo có chiếc nào hạ cánh luôn. Fuck. Để đi máy bay coi, nãy có cái biểu tượng máy bay, không biết đi máy bay được không. Kiểu như mua vé đi á. Cái ngại fuck gì mà đéo có một chiếc máy bay hạ cánh.
biết nay mình đi thử máy bay thì nó đéo hai trăm à, hay muốn chơi sập cái sân bay đó. High school à, vô cái trường dạy lái máy bay, lỗi nha em, đéo học, tao là có tài phi công lâu lắm rồi thì nên đéo học. Để thôi mình lấy búa gì mình đập đập chiếc xe này trước đi, test nó trước. Lấy cái búa gỗ nè, đập nó trước bể kính à. Cái kia đánh con khử nó. À, cánh đi trời. À, cánh đi. Đâu phải hành hạ limo này bởi vì máy bay không hạ cánh. IS đây. Enzo. Thiệt tình như vậy luôn rồi. Nghe tiếng bể bên xăng đó. Rồi bể bên xăng rồi. Yeah. Yeah. Vẫn hay quá, bể bên xăng rồi. Để máy lên không? Bể bên xăng rồi. Hồi chạy hồi hết xăng luôn nè. Bể lớp luôn. Làm ơn hạ cánh giùm em đi, máy chế phi công ơi, em đợi sáng giờ rồi. Thiệt tình là không hạ cánh luôn hả? Không hạ cánh nè, công bóp đầu luôn, công bóp đầu luôn. Ù, lấy xe ủi ủi nè, đó nè. Điên gì chứ, mày làm gì vậy, mày làm hành động gì vậy? Ủa sao mới thấy nó bật vậy mà không có ai hết vậy? Em là mình xuống xe mình luôn. Sốt. Xúc đi luôn. Trời mạnh. Mạnh vãi ra luôn. Xì xăng ra kìa trời. Xe nó bị xì xăng rồi, cháy luôn kìa, rút lui. Chạy. Để mình hút hút chiếc xe hút gas này luôn. Chiếc limo huyền thoại nhưng mà bị khử với chiếc xe này. Dứt đi luôn. Lật ngang luôn mà. Quá mạnh. Lại hút chiếc máy bay rồi. Máy bay chắc dở một cái quá. Thôi thì hẹn các bạn lại tuần sau, chúng tập sau chúng ta sẽ test tiếp ha.
này do điều kiện không thuận lợi nên chúng ta sẽ không thể test được. Bút chảy cánh luôn nè, đè đè đập chảy cánh. Ui sắp nổ rồi. Rút. Ok, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy hay và muốn theo dõi tiếp cái tập này thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Tới từ mấy bạn.